Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng điều tra và hoàn tất hồ sơ, vụ án dàn xếp tỷ số gây chấn động bóng đá Việt Nam và châu Á tại AFC Cup đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử trong sáng nay. Trong số 9 cầu thủ tham gia trực tiếp thì Trần Mạnh Dũng được xác định là đầu trò, cùng với Đào Đức Lợi phải nhận án phạt nặng nhất là 30 tháng tù. Những cầu thủ còn lại nhận án tù treo từ 24 đến 27 tháng. Đây có thể coi là những bản án nghiêm khắc và cũng hợp tình hợp lý đối với những cầu thủ chót nhúng chàm trong vụ án này. Phiên tòa xét xử 9 cầu thủ câu lạc bộ Vsai Ninh Bình đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của báo giới và truyền thông về thể thao trên cả nước, cũng như sự chú ý của công luận. Phần chất vấn của chủ tọa phiên tòa với các bị cáo đều diễn ra suôn sẻ với sự ăn năn và thành khẩn của những cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa câu lạc bộ Vsai Ninh Bình và Kelantan Malaysia ngày 18 tháng 3 tại AFC Cup. Qua công tác điều tra, tòa đã xác định tiền vệ Trần Mạnh Dũng là người chủ mưu rủ dê thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và hậu vệ Lê Quang Hùng tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ theo kèo tài ba hòa, tức là trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên với số tiền là 1 tỷ 870 triệu đồng thông qua Đào Đức Lợi ở Hải Phòng. Nhưng sau đó, Lợi chỉ nhận lời với số tiền 1 tỷ đồng với tỷ lệ 10-8. Vì thế, Trần Mạnh Dũng cùng với Đào Đức Lợi phải nhận bản án nghiêm khắc nhất là 30 tháng tù giam và phạt 20 triệu đồng. Tuyên bố các bị cáo Trần Mạnh Dũng, Đào Đức Lợi, Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Văn Duyệt, Phạm Văn Thú, Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Gia Tử và Phan Anh Tuấn phạm tội đánh bạc. Xử phạt Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thỉnh án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 23 tháng 7 năm 2014. Xử phạt Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng, mỗi bị cáo 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 54 tháng. Xử phạt Lê Văn Duyệt, Phạm Xuất Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Gia Tử, Phan Minh Tuấn, mỗi bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ sự ân hận, hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, gia đình và câu lạc bộ của mình. Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ như thân nhân tốt, gia cảnh và đơn xin giảm án của lãnh đạo câu lạc bộ Ninh Bình. Chúng ta điểm buồn, khóc suốt, nghĩ khổ tâm lắm. Thì cũng mong các cấp trên là cố gắng là gì, xét là gì, thì làm thế nào tạo điều kiện cho cháu nó có cái cơ hội để ra bóng lên, người lại nữa, ta khổ lắm. Chỉ mong như thế thôi, làm dám bớt thời gian để cho cháu quay lại ra bóng. Mong sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho em cơ hội, em làm lại cuộc đời, em chẳng muốn non dạ, bồng bột. Chưa suy nghĩ được thì mong Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét cho em tạo điều kiện cho em cơ hội. Em hứa sẽ chơi với niềm đam mê chính thức của mình và không bao giờ tái phạm. Ngoại trừ Trần Mạnh Dũng và Đào Đức Lợi, 8 bị cáo còn lại là 8 cầu thủ của Vsai Ninh Bình gồm Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh và Phan Anh Tuấn chỉ phải nhận án treo từ 24 đến 27 tháng và phạt tiền 20 đến 25 triệu đồng. Đó là những bản án nghiêm khắc nhất dành cho hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu cho nền thể thao Việt Nam. Và hơn ai hết, chính họ lúc này mới cảm nhận được sự tủi hổ và thất vọng như thế nào khi đã coi thường chính sự nghiệp của mình.